Những cái tên như Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Bình và nhiều ngôi sao khác đều nằm trong danh sách sơ bộ cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2023. Tuy nhiên, việc lựa chọn người xứng đáng nhất trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không có ai trong số họ thực sự đã có một màn trình diễn ấn tượng kết hợp với thành tích xuất sắc trong năm 2023 để thuyết phục cả NSM và giới chuyên môn. Thậm chí, so với đối thủ cạnh tranh, họ cũng chưa thể hiện được sự vượt trội. Tuy nhiên, có một điều thú vị đang diễn ra. Từ khi ban tổ chức công bố danh sách ứng viên quả bóng vàng Việt Nam cho đến khi kết thúc việc bầu chọn, ngày 28 tháng 12, các ứng viên đã có gần 2 tháng để chứng minh giá trị của họ. Trong khoảng thời gian đó, đã xuất hiện nhiều bất ngờ. Có những cầu thủ gặp khó khăn, không được trọng dụng trong đội tuyển quốc gia và phong độ sa sút. Tuy nhiên, cũng có những cầu thủ đang thăng tiến, thể hiện phong độ xuất sắc và ghi nhận nhiều công lao. Trong số những ngôi sao nổi bật ngày càng nổi bật, Phạm Tuấn Hải là cái tên đáng chú ý nhất. Trong hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 trước Philippines và Iraq, Tuấn Hải đã được huấn luyện viên Chu Xie tin tưởng đặt vào đội hình xuất phát. Trở về câu lạc bộ Hà Nội, Tuấn Hải đã ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại Bình Dương 1-0 ngày 24 tháng 11. Mới đây vào ngày 6 tháng 12, Tuấn Hải tiếp tục tỏa sáng khi lập công trên chấm 11 cho câu lạc bộ Thủ Đô, ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1 trước đội đương kim vô địch AFC Champions League.